Quý vị đang tìm nhà ngõ thông, ô tô đi qua, có thể kinh doanh nhỏ, pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì đừng bỏ lỡ video này nha. Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một cái căn nhà đúng với những cái tiêu chí mà Ngọc Ánh vừa đưa ra với khách hàng. Hướng nhà là hướng đông nam, diện tích 33m², thiết kế và xây dựng 4 phòng ngủ, 4 tầng, nhà hoàn toàn mới, mới tinh luôn mọi người ạ. Và có thể dọn đồ về và ở ngay. Với cái cung đường này thì xe tải có thể đi qua thoải mái. Vị trí nó thuộc Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức. Với cái căn nhà này thì giá chào bán cũng vô cùng hợp lý với một cái vị trí mà đường ô tô tải đi qua mọi người nha. Với cái hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m3 mọi người ạ. Mời người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà với phần thiết kế cửa chính hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm mệ Việt Pháp. Thực tế đây, căn nhà đã được hoàn thiện chỉn chu xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, sổ đỏ, tất cả mọi thứ đều riêng biệt, đều được lắp đặt đầy đủ rồi mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở phía dưới tầng 1 nơi Ngọc Ánh đang đứng đó là phần phòng khách. Đây, ở đây có một cái phần phòng khách, có một cái tấm vách PVC nhựa mọi người ạ, giả gỗ, giả đá. Tuy nhiên thì cái độ bền của nó khá là lâu, nó khoảng tầm 7 đến 10 năm. Gạch lát nền thì cái kích thước gạch 60-60. Ngọc Ánh xin chia sẻ một chút về cái vị trí của cái căn nhà này. Đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Nó gần với trạm bơm Yên Nghĩa, nó gần với khu đô thị Đô Nghĩa, nó gần với trường đại học Phenica, gần với trục đường chính Lê Trọng Tấn, gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Với vị trí này xung quanh ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm, trường tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2, chợ dân sinh và dân cư vô cùng đông đúc mọi người ạ. Một cái cung đường mà đi lại rất là thuận tiện cho quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc quý vị nào đang đi làm và làm việc tại khu vực Hoài Đức nha. Đó, Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường hướng giá rồi. Mời người theo em vào phần tầng tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà. Đó là cái phần không gian phòng bếp. Đây là toàn bộ không gian phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở đây. Ngọc Ánh đứng ở chỗ này, có thể mọi người quê Dung Ánh ở đây là một cái bộ bàn ăn rất là hợp lý. Xung quanh bếp thì đã được ốp, ở đây là ốp kính ốp bếp. Với cái tủ bếp này, thiết kế là tủ gỗ. Đó, mặt bếp ốp đá granite và cái phần phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Chậu rửa, vòi rửa cũng như là cái kệ úp bát. Căn nhà này thì hoàn thiện khá là chỉn chu mọi người ạ. Mọi người có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tầng 1, ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Ngõ thông, đường thoáng, hướng đông nam, có thể kinh doanh online. Một số anh chị khách hàng cũng có hỏi anh là Ngọc Ánh ơi, cho anh biết rằng là có cái căn nhà nào mà ô tô tải đi qua, bởi vì anh không cần vào nhà, có thể để hạ hàng để anh bán hàng online. Thì cái căn nhà này anh chị đừng bỏ lỡ nha, bởi vì đi lại rất là thuận tiện. Nó xem với cái vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá đen cổ trắng. Giữa cái phần phòng khách và cái phần cầu thang thì được ngăn cách bởi một cái vách lam gỗ mọi người ạ. Đây này, trang trí rất là hợp lý. Và Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nha. Tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở giữa mọi người ạ. Như vậy với căn nhà này, Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 1 là căn nhà này thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ. Đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Tất cả các phòng ngủ đều rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Với cái căn phòng ngủ ở phía bên ngoài hướng ra mặt ngõ thì là có một cái cửa mở ra, ban công mở hướng ra được phía bên ngoài. Ống chờ, dây chờ, điều hòa của tất cả các phòng đều được chủ nhà lắp đặt đầy đủ, cũng như là cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền. Đây, nói chung là với căn nhà này thì quý vị xách vali về và ở luôn. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này 2 tỷ
950 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3, tầng 2. Tầng 2 với tầng 3 thì nó như nhau mọi người ạ. Đó. Bồn cầu này, sen cây tắm này, lavabo này. Đầy đủ cho quý vị. Mời người theo em lên trên khám phá tầng 3. Và đây là tầng 3 của ngôi nhà mọi người ơi. Với cái căn nhà 4 tầng, 4 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở giữa. Tất cả các phòng đều có cửa thông thoáng, cũng như là với cái hoàn thiện hết đầy đủ trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, rồi là hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Khu vực này thì dân cư vô cùng đông đúc mọi người ạ. Giao thông đi lại thuận tiện. Chợ trường con cái đi học, mọi người bố mẹ đi làm cũng rất là ổn. Giá chào bán của cái căn nhà này 2 tỷ 950 triệu đồng thì quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt phần còn lại. Ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất mọi người nha. Đây là phần cái phần phòng ngủ ở phía bên trong là có đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa để lắp sẵn rồi. Đây là phần tầng 3, phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà. Ngọc Ánh xin mời mọi người lên khám phá tầng 4 cùng Ánh nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế rất là hợp lý. Ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là cái khu vực để máy giặt. Quý vị nha. Đây ạ. Đây là cái khu vực để máy giặt. Tiếp theo nữa, ở đây có một cái không gian, một cái căn phòng riêng. Quý vị có thể sử dụng làm phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Như vậy với căn nhà này 4 tầng có 5 phòng riêng biệt. Tầng 2, tầng 3 mỗi tầng 2 phòng. Tầng 4 thiết kế một phòng riêng, một khu vực để máy giặt và phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi nha mọi người. Khá là rộng. Đấy, mọi người có thể thấy ngoài review rất là cụ thể chi tiết từ phía tầng 1 cho tới tầng 4 của ngôi nhà. Quý vị có thể xem và tưởng tượng ra căn nhà này thiết kế ra sao, đường hướng giá như thế nào để mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình được những cái căn nhà ưng ý nhất, đúng với tầm tài chính nhất. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhá. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.